Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cần Thơ và 12 tỉnh Tây Nam Bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 thêm 2 tuần. Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện giao thông từ địa phương khác đi vào thành phố, trừ các trường hợp như đưa người đi cấp cứu, người đi thực hiện công vụ, tham gia công tác phòng chống dịch. Chiều mùng 1 tháng 8, ông Trần Việt Trường Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký chỉ thị về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội đề phòng. Chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, văn bản nêu rõ, Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 2 tháng 8 đến 0 giờ ngày 10, 6 tháng 8 năm 2021. Trong thời gian này, người dân cư trú trên địa bàn Cần Thơ không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố, trừ trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép. Nếu để người dân của địa phương mình tự ý đi ra khỏi địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, người dân phải triệt đề thực hiện các quy định về giãn cách xã hội giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không tập trung đông người, hạn chế tối đa đi lại. Hiện tại chỗ, không đi ra khỏi nơi cư trú nếu không thực sự cần thiết. Mỗi hộ gia đình chỉ cử một đại diện đi mua lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu không quá ba lần tuần trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú, đặc biệt cần thơ sẽ cấm các phương tiện giao thông bao gồm người điều khiển và người ngồi trên phương tiện từ địa phương khác đi vào thành phố ngoại trừ các trường hợp như đưa người đến các cơ sở khám chữa bệnh để cấp cứu người đi thực hiện công vụ tham gia công tác phòng chống dịch bao gồm phương tiện vận chuyển dụng cụ thiết bị hàng hóa nhân sự phục công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với việc vận chuyển hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa đều phải được kiểm tra các điểm tập kết giao nhận và trung chuyển hàng hóa do thành phố quy định và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, người điều khiển và người ngồi trên phương tiện tuyệt đối không được xuống xe và phải rời khỏi thành phố ngay sau khi nhận hàng hóa xong. Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ cho biết thêm, ngành giao thông đã triển khai thiết lập các điểm tập kết, giao nhận và trung chuyển hàng hóa tại 5 vị trí cửa ngõ của thành phố, thời gian áp dụng từ 0 giờ đêm nay. Tại đây lực lượng làm nhiệm vụ sẽ duy trì hoạt động 24 trên 24. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày mùng 1 tháng 8, thành phố ghi nhận 97 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm COVID-19 từ ngày 8 tháng 7 đến nay 1.538 ca. Trong ngày có 16 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 112 người. Tuy nhiên, trong ngày có 3 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số tử vong lên 14 ca. Trong số ca nhiễm mới có 4 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế. 92 trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa và một trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Hiện đã truy vết 141F1, 92F2 liên quan và đang tiếp tục truy vết. Toàn thành phố Cần Thơ có 2.815 người đang cách ly tập trung. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 8, 12 tỉnh, thành tại đồng bằng sông Cửu Long như Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre. Trà Vinh đã có quyết định kéo dài thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến hết ngày 15 tháng 8.